Mến chào quý vị và các bạn. Trong video tiếp theo này, Ngày Nông xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cách sử dụng vỏ bao xi măng đã qua sử dụng để trồng cây mai con. Để thực hiện cái cách trồng này thì đầu tiên quý vị và các bạn cần phải chuẩn bị đất, sơ dừa và một ít phân hữu cơ để làm đất trộn cho cái bầu trồng cây mai con. Khi đã chuẩn bị cái lượng vừa đủ sơ dừa, đất và phân hữu cơ thì quý vị và các bạn hãy trộn nó lại với nhau để tạo thành một cái hỗn hợp đất trộn cho vào vỏ bao xi măng đã qua sử dụng để làm bầu trồng cây. Ở đây mình có vỏ bao xi măng đã qua sử dụng. Mời quý vị và các bạn cùng xem cái cách mà mình trộn cái hỗn hợp đất để làm bầu trồng cây mai vàng con nhé. Trong quá trình trộn thì mình nên trộn đều cái hỗn hợp này nhằm cho cái hỗn hợp đất sử dụng trồng cây là tốt nhất. Sau đó quý vị và các bạn hãy cho một ít đất trộn này vào cái vỏ bao xi măng để cố định cái bầu trồng. Tiếp theo thì mình sẽ bứng chuyển những cái cây mai con vào cái bầu mình đã chuẩn bị. Khi mà mình đặt cái cây mai con vào cái bầu mình đã chuẩn bị thì sẽ có một khoảng trống. Đối với phần trống này thì mình sẽ cho cái phần đất trộn mình đã chuẩn bị vào nhằm lấp kín cái bầu đất bằng vỏ bao xi măng này. Thông thường thì những cái cây mai vàng được mọc tự nhiên bằng hạt á, khi mọc ở ngoài đất không có được chăm bón thì cái bộ rễ nó sẽ không có đẹp, do nó chỉ có một cái phần rễ cọc đi thẳng xuống thôi. Đây là hai cái cây mai vàng mà mình đã cho vào cái bầu đất xi bằng cái vỏ bao xi măng. Mời quý vị và các bạn cùng xem. Ngoài ra thì mình cũng có trồng thêm một cái cây mai vàng khác nhỏ hơn vào một cái bầu vỏ xi măng khác. Mời quý vị và các bạn cùng xem nó đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.
hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh nhé.